Xin chào các bạn khán giả của kênh Test Trần TV. Hôm nay thì mình sẽ gửi đến cho các bạn rất nhiều những thông tin đáng chú ý về bóng đá Việt Nam. Ngay sau đây sẽ là những tin chính. Đầu tiên đó là thông tin liên quan đến bản quyền truyền hình của giải bóng đá AFF Cup 2020. Thông tin như sau ạ. Đội tuyển Việt Nam sẽ có hai giải đấu lớn trong năm 2020 là AFF Cup và vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Nếu như vòng loại World Cup đã được mua bản quyền và phát sóng để phục vụ người hâm mộ thì AFF Cup 2020 hiện vẫn chưa có đơn vị nào sở hữu bản quyền tại Việt Nam. Được biết, hiện đang có 3 đơn vị truyền thông của Việt Nam cạnh tranh khốc liệt để sở hữu bản quyền truyền hình của giải đấu lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, khúc mắc trong việc này chính là mức giá quá cao mà phía đối tác đưa ra. Cụ thể, bản quyền truyền hình của AFF Cup 2020 được định giá lên tới 5 triệu USD, khoảng 115 tỷ Việt Nam đồng. Đây là mức giá cao chưa từng có trong lịch sử các kỳ AFF Cup và cũng có phần hơi phi lý vào thời điểm hiện tại. Sức hút và sức nóng của AFF Cup 2020 đã bị giảm đi đáng kể khi Liên đoàn bóng đá Thái Lan tỏ ra không mặn mà với giải đấu lớn tại khu vực Đông Nam Á. Mới đây họ vừa tuyên bố Thái League sẽ diễn ra cùng lúc với AFF Cup 2020. Điều này đồng nghĩa với việc đội tuyển Thái Lan nhiều khả năng sẽ không cử đội hình mạnh nhất tham dự giải đấu này. Không chỉ riêng Voi Chiến, ngay cả Việt Nam, Malaysia hay Philippines cũng sẽ gặp khó khăn khi rất nhiều trụ cột đang thi đấu tại Thái League và khả năng cao sẽ không thể tham dự AFF Cup 2020. Điều này khiến chất lượng chuyên môn của giải đấu sẽ giảm đi đáng kể. Hiện tại, cuộc chiến bản quyền của AFF Cup 2020 tại Việt Nam vẫn đang hết sức căng thẳng. Các đơn vị truyền thông vẫn đang nghe ngóng tình hình chứ chưa đưa ra một tuyên bố gì cụ thể. Các bạn thấy là đây là một thông tin rất đáng chú ý. Tại AFF Cup 2018 thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã lên ngôi vô địch, và AFF Cup 2020 thì với các cầu thủ, người hâm mộ cũng như là những người làm chuyên môn thì cũng là một giải đấu rất hết sức ý nghĩa, bởi vì là chúng ta đang là đương kim vô địch và chúng ta có nhiệm vụ bảo vệ cái chiếc vô địch đó. Tuy nhiên là để khán giả có thể tận hưởng được những cái trận đấu tại AFF Cup của đội tuyển Việt Nam thì chắc chắn là với một cái giá như này, chắc chắn là chúng ta sẽ phải chờ đợi xem là đơn vị nào của Việt Nam sẽ là một đơn vị đứng ra để mua. Khi mà mua được thì chắc chắn là chúng ta sẽ được xem một cách thoải mái. Thông tin thứ hai mình muốn gửi đến cho các bạn đó là thông tin về Quế Ông Hải chỉ ra điều khác biệt giữa huấn luyện viên Toshiya Miura và huấn luyện viên Park Hang-seo. Sau gần 2 năm gắn bó với đội tuyển Việt Nam trên cương vị huấn luyện viên trưởng, huấn luyện viên Toshiya Miura đã để lại không ít những ấn tượng tốt đẹp trong lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Nổi tiếng là người thầy kỷ luật cao và nghiêm khắc, song theo Quế Hồng Hải, huấn luyện viên Miura là người hết sức tình cảm và vui tính. Trong một chia sẻ mới đây khi được hỏi về ấn tượng với huấn luyện viên người Nhật Bản, đội trưởng của đội tuyển Việt Nam cho biết, thực ra huấn luyện viên Miura cũng khá vui tính, ấm áp, chứ không quá lạnh lùng, nghiêm túc như vẻ bề ngoài. Ở trong đội, có lẽ do không nói được nhiều tiếng Anh nên chúng tôi không giao tiếp tốt được với thầy. Những lần thầy nhớ sinh nhật của những cầu thủ hay mời mọi người đi ăn đều gần giống như thầy Park. Cách cư xử của thầy cũng khá giống thầy Park, chỉ có điều thầy Miura không gần gũi với mọi người bằng thầy Park thôi, người thầy đầu tiên của trung vệ Quế Hồng Hải ở đội tuyển Việt quốc gia. Vì thế dấu ấn của ông đến sự nghiệp trung vệ sinh năm 1993 là vô cùng đáng kể. Ông ấy mang đến cho tôi rất nhiều bài học, nhưng những điều ấy là kim chỉ nam cho tôi trong suốt sự nghiệp của tôi từ năm 2014 cho tới nay. Ông ấy là bước đà cho tôi có những thành công sau này. Ấn tượng lớn nhất mà thầy tạo ra là kể cả chúng tôi còn trẻ, chỉ cần cố gắng, thầy sẽ luôn đối xử công bằng. Với thầy, không phải nhiều tuổi, không phải có danh tiếng là sẽ được thi đấu. Cầu thủ cứ nỗ lực và thể hiện thì sẽ có cơ hội. Ngồi vào ghế nóng của đội tuyển Việt Nam từ tháng 5 năm 2014, thay cho huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc, huấn luyện viên Toshiya Miura để lại rất nhiều dấu ấn cùng những chiến binh sao vàng. Trong suốt thời gian tại vị, huấn luyện viên Miura đã trải qua 14 trận dẫn dắt rồng vàng với 7 chiến thắng, 3 trận hòa và 4 trận thua, giành được huy chương đồng AFF Cup 2014. Đến tháng 1 năm 2016, ông chia tay đội tuyển Việt Nam và nhường ghế lại cho huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng. Sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Miura cũng đã có 1 năm trở lại Việt Nam làm việc trong màu áo của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở mùa giải 2018. Tuy nhiên, ông cũng không có được thành công và một lần nữa phải chia tay với bóng đá Việt Nam. Không biết các bạn như nào chứ với mình thì mình rất ấn tượng với huấn luyện viên Miura.
Mình cũng đã gặp thầy trong một cái buổi gọi là phỏng vấn tại Đài Truyền hình Việt Nam. Lúc đó mình đang công tác tại VTVK Đài Truyền hình Việt Nam thì thầy rất là gần gũi, thân thiện. Và tuy tiếng Anh của thầy không được tốt nhưng mà thầy rất là cố gắng để có thể giao tiếp được với những người hâm mộ hay là những cầu thủ hay là những cái phóng viên. Đấy là điều mình cảm thấy rất là gần gũi với huấn luyện viên Miura. Hy vọng rằng là không làm việc ở Việt Nam nữa nhưng mà thầy cũng sẽ rất là thành công ở các cái môi trường khác nhau. Tiếp tục một thông tin nữa mà mình muốn gửi đến cho quý vị và các bạn, đó chính là thông tin về câu lạc bộ Hà Nội. Thông tin như sau: Hà Nội FC chưa có kế hoạch tập trung trở lại. Dù chỉ còn một ngày nữa là lệnh giãn cách xã hội tại Hà Nội và các địa phương sẽ kết thúc, song Hà Nội FC vẫn chưa có bất cứ thông báo gì về việc tập luyện. Theo thông tin từ phía truyền thông của đội bóng thủ đô thì ban lãnh đạo vẫn chưa có kế hoạch để các cầu thủ tập luyện trở lại sau ngày 22 tháng 4. Điều này đồng nghĩa với việc là các nhà đương kim vô địch V-League vẫn sẽ phải chờ đợi những chỉ thị tiếp theo từ phía đội bóng cũng như là phía Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế rồi mới triển khai những công việc, những kế hoạch của bóng. Trong suốt thời gian vừa qua thì huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã được lệnh là giải tán trở về với gia đình để thực hiện nghiêm chỉnh lệnh giãn cách xã hội. Khoảng thời gian này thì các cầu thủ cũng chủ yếu tập luyện tại nhà để duy trì trạng thái, thể trạng. Không những vậy thì đội bóng thủ đô cũng rất tích cực tham gia các công tác tuyên truyền phòng chống đẩy lùi dịch Covid-19. Các cầu thủ như Quang Hải, Hùng Dũng thậm chí còn tham gia các chiến dịch tuyên truyền của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC thông qua fanpage của các cơ quan này. Một thông tin vui đối với Hà Nội FC ở thời điểm này chính là trung vệ Thành Trung đã gần như bình phục hoàn toàn chấn thương và sẵn sàng tập luyện trở lại bình thường. Chấn thương này đã khiến cho cầu thủ gốc Tuyên Quang phải bỏ lỡ các trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội FC và Thanh Quảng Ninh ở vòng 2 V-League 2020. Sự trở lại của cầu thủ GM97 chắc chắn sẽ giúp cho huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm tạm yên tâm ở hàng phòng ngự, đặc biệt trong bối cảnh đã mất nguyên cặp trung vệ số 1 là Duy Mạnh và Đình Trọng. Đây là thông tin mà mình cũng mới tìm hiểu được thông qua cán bộ truyền thông của Hà Nội FC. Và như các bạn đã biết thì mặc dù rất muốn tập luyện thôi nhưng mà câu lạc bộ Hà Nội cũng phải chờ cái chỉ đạo từ phía cấp trên cũng như là những cái khuyến cáo của Bộ Y tế cũng như Thủ tướng Chính phủ thì các cầu thủ mới có thể tập luyện được. Không chỉ Hà Nội đâu mà tất cả chúng ta, các ngành nghề khác nhau cũng phải chờ đợi để chúng ta xem là tình hình dịch bệnh như nào thì chúng ta tiếp tục cái hoạt động của mình, đúng không ạ? Tiếp tục một thông tin cuối cùng mình xin gửi đến các bạn, đó chính là thông tin liên quan đến huấn luyện viên vô địch SEA Games tiến cử người thay thế Văn Lâm ở AFF Cup 2020. Việc ban tổ chức Thái Lịch 2020 đã quyết định điều chỉnh thời gian thi đấu trùng với thời điểm diễn ra AFF Cup 2020 đã khiến huấn luyện viên Park Hang-seo phải thực sự đau đầu với trường hợp của Đặng Văn Lâm. Thủ môn hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Mường Thông đang đứng trước nguy cơ không thể trở về phục vụ đội tuyển Việt Nam bảo vệ chức vô địch khu vực. Theo đó thì huấn luyện viên thủ môn Trần Minh Quang, thủ thành Nguyên Mạnh hoàn toàn có thể thay thế đồng đội tại đội tuyển quốc gia. Đấy là một chia sẻ của huấn luyện viên Trần Minh Quang. Theo thủ môn Trần Minh Quang thì thủ môn Nguyên Mạnh là ứng cử viên sáng giá nhất vì có kinh nghiệm trận mạc. Văn Toàn của Hải Phòng đã có nhiều tiến bộ trong thời gian qua và có lợi thế về chiều cao nhưng lại hạn chế về mặt kinh nghiệm. Trong khi đó thủ môn Văn Cường của Quảng Nam dù đã nhiều lần được gọi vào tập trung cùng đội tuyển nhưng không có nhiều cơ hội để thể hiện ở đội hình chính. Hiện tại thì ở đội tuyển Việt Nam, Nguyên Mạnh cũng đang là thủ môn số 2 chỉ sau Văn Lâm. Tân binh của câu lạc bộ Viettel trong mùa giải vừa qua cũng đã có phong độ ổn định thuộc top đầu V-League ở mùa giải năm ngoái. Phong độ xuất sắc của Nguyên Mạnh đã giúp cho Sông Lam Nghệ An trở thành đội bóng có hàng phòng ngự tốt nhất V-League khi chỉ để thủng lưới 25 bàn sau 26 vòng đấu. Ở mùa giải năm nay, thủ môn cao 1m77 vẫn đang có phong độ tốt khi giúp Viettel có được vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 4 điểm sau 2 lượt trận. Nếu huấn luyện viên Park Hang-seo tin tưởng và trao cơ hội cho Nguyên Mạnh tại AFF Cup 2020, đây chắc chắn sẽ là màn tái xuất đáng chờ đợi của thủ môn gốc Nghệ An trong màu áo của đội tuyển Việt Nam sau chiếc thẻ đỏ tai hại ở AFF Cup 2016. Với những ai mà quan tâm đến Nguyên Mạnh, chắc chắn là các bạn sẽ biết được là đây là một thủ môn rất có tài năng. Điều đáng tiếc nhất là Nguyên Mạnh đã mắc một cái sai lầm nghiêm trọng trong cái chiến dịch AFF Cup 2016 và khiến cho chúng ta lại tuột mất cái cơ hội được thi đấu trong trận đấu chung kết và cơ hội chiến thắng Indonesia ở trận đấu bán kết. Mình tin là, nhưng mà các bạn có thể biết là phong độ của Nguyên Mạnh trong quãng thời gian năm 2019 cũng là rất là tốt. Nguyên Mạnh trở lại sau một chấn thương cổ tay. Tuy nhiên là Nguyên Mạnh cũng đã thể hiện một cái phong độ rất là tuyệt vời và cũng đã được gọi lên đội tuyển. Đó là những thông tin mà mình muốn gửi đến các bạn trong ngày 21 tháng 4, một ngày mà cũng có tương đối những thông tin mới của bóng đá Việt Nam.
Hy vọng các bạn hãy cùng bấm like, subscribe và bấm nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi những tin tức mới của bóng đá Việt Nam lên sóng trên kênh Tết Trần TV. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.